Đề nghị hỗ trợ như trên được xem là yêu cầu hiếm hoi từ Iran, vốn xem Mỹ và Israel là đối thủ chính. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiết lộ đề nghị này trong một cuộc họp báo. Phan ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên, theo Reuters, Chúng tôi đã được chính phủ Iran đề nghị hỗ trợ. Chúng tôi đã nói rõ với họ rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ, như chúng tôi sẽ làm để đáp lại bất kỳ đề nghị nào của chính phủ nước ngoài trong tình huống như thế. Nhưng cuối cùng, chủ yếu là vì lý do hậu cần chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ đó. Mảnh vỡ bị cháy đen của chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cùng 6 người khác bị rơi hôm 19 tháng 5, đã được tìm thấy vào sáng sớm 20 tháng 5 sau cuộc tìm kiếm suốt đêm trong điều kiện bão tuyết. Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nguyên nhân vụ rơi trực thăng nói trên xảy ra ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan. Chiếc trực thăng rơi là chiếc Bell 212 do Mỹ sản xuất. Khi được hỏi liệu có lo ngại rằng Tehran có thể đổ lỗ cho Washington hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trả lời, Mỹ không liên quan gì đến vụ tai nạn đó, tôi không thể suy đoán những gì có thể là nguyên nhân. Vụ tai nạn trực thăng xảy ra vào thời điểm, bất đồng quan điểm ngày càng gia tăng ở Iran về một loạt các cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Giới lãnh đạo Iran đối mặt với áp lực quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran và mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc của Iran với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, theo Reuters. Tuy nhiên, ông Austin đã hạ thấp mọi lo ngại của Mỹ rằng vụ tai nạn trực thăng ở Iran hôm 19 tháng 5 có thể gây ra những tác động an ninh tức thì ở Trung Đông. Theo hiến pháp của Iran, một cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng 50 ngày. Ngày 19 tháng 5, chiếc trực thăng chở tổng thống Iran Ebrahim Raisi và đoàn tháp tùng đã rơi xuống vùng núi xa xôi trong điều kiện thời tiết xấu. Tổng thống Raisi và 8 người trên trực thăng đều thiệt mạng. Chiếc trực thăng Ben 212, chở Tổng thống Raisi và phái đoàn Tháp Tùng, đã gặp sự cố và phải hạ cánh cứng ở tỉnh Đông Azerbaijan. Đoàn máy bay trực thăng hộ tống Tổng thống Iran Raisi đang trên đường di chuyển từ Khoda Afrarin đến thủ phủ tỉnh Tapir để dự lễ khánh thành một khu liên hợp hóa dầu. Phái đoàn Tháp Tùng ông Raisi di chuyển trên 3 chiếc máy bay trực thăng. Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở ông Raisi mất liên lạc với hai chiếc còn lại. Các máy bay trực thăng ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực trong khoảng 20 phút, nhưng buộc phải hạ cánh khẩn cấp do điều kiện thời tiết xấu và sương mù dày đặc. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian, thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Marek Ramati cũng có mặt trên trực thăng chở Tổng thống Raisi. Tổng cộng có 9 người trên chiếc trực thăng gặp nạn. Ngày 20 tháng 5, đại diện tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của Iran cho biết đã tìm thấy thi thể của Tổng thống Raisi và những quan chức tháp tùng, đồng thời tuyên bố công tác tìm kiếm đã kết thúc. Tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của Iran đã chuyển thi thể các nạn nhân đến khu vực Tabia, Tây Bắc Iran. Ngày 20 tháng 5, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ, Adun Kari Uraloğlu cho biết, chiếc trực thăng bị rơi khi chở tổng thống và ngoại trưởng Iran ngày 19 tháng 5 đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống này trên máy bay. Phát biểu với báo giới, ông Uralugu cho biết, vì Iran nằm trong khu vực chịu trách nhiệm ứng phó khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, nên cơ quan chức năng đã kiểm tra tín hiệu từ trực thăng khi nghe tin rơi máy bay. Tham mưu trưởng quân đội Iran, ông Mohammad Baheri đã yêu cầu một ủy ban cấp cao tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau vụ tai nạn, các nước đã gửi lời chia buồn với Iran. Trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 20 tháng 5, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Moscow vô cùng đau buồn trước thông tin về cái chết của Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Iran trong vụ tai nạn trực thăng. Nga chân thành chia buồn với gia đình và bạn bè của các nạn nhân, cũng như với tất cả người dân Iran. Cũng trong tuyên bố, Ngoại trưởng Nga ca ngợi Tổng thống Raisi và người đồng cấp Hossein Amir Abdullahian là những người bạn thực sự, đáng tin cậy đối với Moscow. Ngày 20 tháng 5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gửi lời chia buồn tới Iran và bày tỏ tiếc thương Tổng thống Raisi. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel mô tả cố Tổng thống Iran là người bạn tuyệt vời, một chính trị gia đáng ngưỡng mộ. Ngày 21 tháng 5, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong vụ tai nạn trực thăng. Thông điệp chia buồn có đoạn: "Sự ra đi của Tổng thống Iran là một tổn thất lớn đối với nhân dân Iran anh em và nhân dân thế giới khao khát độc lập và công lý. Nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn chính phủ và nhân dân Iran sẽ vượt qua nỗi buồn sau khi mất đi người lãnh đạo và mong gia đình người quá cố sẽ sớm ổn định." Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu cho biết. Liên minh châu Âu gửi lời chia buồn về cái chết của Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Abdullahian, cũng như các thành viên khác trong đoàn tùy tùng và phi hành đoàn trong vụ tai nạn trực thăng. Cùng ngày, bày tỏ trên trang tài khoản cá nhân X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay, ông thực sự đau buồn và sốc trước cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi. Đóng góp của ông trong tăng trưởng mối quan hệ song phương Ấn Độ-Iran sẽ luôn được nhớ mãi. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình ông và người dân Iran. Ấn Độ sẽ sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này. Thủ tướng Modi nhấn mạnh. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani gửi lời chia buồn tới nhà lãnh tụ tối cao Iran Ari Khamenei và chính phủ Iran trên một bài đăng trên X. Ông nói, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với những người anh em Iran trong bi kịch đau đớn này. Pakistan và Liban tuyên bố sẽ tổ chức ngày tang và treo cờ rủ để bày tỏ sự thành kính tới Tổng thống đã khuất Raisi. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE Mohamed Bin Zayed Al Nahyan cho biết UAE luôn đoàn kết với Iran vào thời điểm khó khăn này, gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình những người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ngày 20 tháng 5, quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân và thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi điện chia buồn tới quyền tổng thống Iran Mohammad Mokhber. Chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã gửi điện chia buồn tới chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bakur Kariba. Cùng ngày, bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ari Baheri Khani. Ngày 20 tháng 5, Mỹ đã gửi lời chia buồn về cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong vụ tai nạn trực thăng. Matthew Miller, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Mỹ bày tỏ lời chia buồn chính thức về cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Amir Abdullahian và các thành viên khác trong phái đoàn trong vụ tai nạn trực thăng ở phía tây bắc Iran. Khi Iran chọn một tổng thống mới, chúng tôi tái khẳng định sẽ ủng hộ nhân dân Iran và cuộc đấu tranh vì quyền con người và tự do cơ bản. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố sẽ không thay đổi cách tiếp cận với Iran. Nghe sau khi nghe tin về vụ rơi trực thăng nói trên, lực lượng Hamas và Houthi cũng có phản ứng. Lực lượng Hamas nhấn mạnh, trong vụ việc đau đớn này, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết hoàn toàn với Cộng hòa Hồi giáo Iran, với ban lãnh đạo, chính phủ và người dân. Đồng thời, chúng tôi cầu xin Chúa toàn năng bảo vệ Tổng thống Iran và phái đoàn tháp tùng của ông cùng người dân Iran anh em khỏi mọi tổn hại. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng Houthi tại Yemen, ông Mohammed Abdul Salam nêu rõ, Chúng tôi vô cùng tiếc vì những gì đã xảy ra với trực thăng chở Tổng thống Iran trong sự cố đau thương này. Trái tim của chúng tôi hướng về người dân Iran trong cuộc khủng hoảng này. Về phần mình, một quan chức Israel tuyên bố, nước này không liên quan tới cái chết của Tổng thống Raisi trong vụ tai nạn trực thăng. Quan chức giấu tên nêu rõ, không phải chúng tôi gây ra vụ tai nạn trực thăng chở Tổng thống Raisi. Ngay sau khi xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi và một số quan chức khác tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày 19 tháng 5 tại tỉnh Đông Azerbaijan, đánh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ari Khamenei tuyên bố 5 ngày quốc tang, đồng thời chỉ định Phó Tổng thống Mohammad Mokhabir tạm thời tiếp quản vị trí của ông Raisi. Trong Điều 131 của Hiến pháp, ông Mokhabir sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo cơ quan hành pháp và cần phối hợp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tối đa trong 50 ngày. Ngày 20 tháng 5, chủ tịch cơ quan bầu cử Iran, Mohsen Eslami thông báo, cuộc bầu cử bất thường để bầu tổng thống mới của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Hội đồng giám hộ của Iran, một cơ quan siêu nghị viện bao gồm các thành viên của giới tăng lữ, chịu trách nhiệm thẩm định tư cách của các ứng cử viên tranh cử vào các vị trí điều hành trong chính phủ nước này, bao gồm cả chức vụ tổng thống Iran. Trước đó cùng ngày, quốc hội Iran thông báo sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên sau khi Tổng thống Raisi tử nạn ngày 21 tháng 5. Nội các Israel tuyên bố, chính phủ nước này sẽ tiếp tục hoạt động mà không có bị gián đoạn dù là nhỏ nhất sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng. Vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Raisi thiệt mạng xảy ra trong bối cảnh ông được coi là người kế nhiệm tiềm năng của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ông Khamenei là người nắm quyền lực tối cao và có tiếng nói cuối cùng về chính sách đối ngoại và chương trình hạt nhân của Iran. Nhận định với tờ The Conversation, ông Eric Rob, phó giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại đại học quốc tế Florida, cho rằng vụ tai nạn của ông Raisi sẽ khiến lãnh tụ tối cao Khamenei mất đi một người trung thành lâu năm và một người kế nhiệm tương lai. Dù vậy, do lãnh tụ tối cao Khamenei mới là người đặt ra các chính sách của Iran, nên cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel, tướng Jacob Amido đã nghỉ hưu, nhận định rằng các chính sách của Iran sẽ không thay đổi sau cái chết của ông Raisi. Cùng ý kiến trên, tiến sĩ Meir Zafaranfa, giảng viên tại Đại học Rickman ở Israel, cho biết trên tờ Jerusalem Post rằng điều này không có tác động lớn đối với chế độ ở Iran, cũng không ảnh hưởng đến cuộc đối đầu giữa Iran và Israel, không thay đổi sự hỗ trợ của Iran đối với các nhóm như Hamas và Hezbollah, cũng không tác động hoặc chương trình hạt nhân của nước này.